Và đây là vào ngựa đoàn vào gần vô em rồi giờ nó lãng phí đó, còn chỉ này xịt lãng phí quá. Vào vào ngựa đoàn sau khi sổ cái phần đây chưa chưa đây nè, em mới tới đây em phải nghe nè, đây đó, cái phần đó chưa vô trong lông đó đó, em dạch lông xịt một cái thôi, không có xịt hai cái đó, thấy chưa đó, vậy á nó mới đấy. Rồi rồi mã kỵ, phần mã kỵ nè đó. Đó rồi rồi chỗ đấy được rồi, không cần lên lên đấy đâu. Rồi cái phần chân lông này là cứ vạch xịt vô, xịt một cái thôi, không cần xịt hai, nhưng mà mỗi mỗi chỗ mình phải vạch lên đó cho nó thấm đều trong da là được rồi đó, đó. Bởi vì là cái lượng phun xương ra rất là đều đó, chỗ đây chưa xịt này, chỗ đây chưa xịt này. Rồi rồi vô trong mắt bình thường không sao nha. Đây đó của đó. Rồi cái bên đó chưa đúng rồi, rồi bên đó à, từ đây xuống luôn này, rồi đó, đây chỗ đây đó, rồi rồi phần lông, lông là bắt đầu dập từ trên xuống này đó, đúng rồi đó, cứ đúng rồi, y chang rồi đó, thành thạo rồi đó. Đó, hiểu rồi đó, ok, không cần phải xịt hai mà cứ vạch ra xịt là ok rồi, đúng không? Rồi tại vì phần đây là phần tải đoàn này, hiểu chưa, là phải vô nghệ phần đó, và với cách vô nghệ này nó rất sạch sẽ và đơn giản, không cần đừng có xịt xuống đùi chứ, đó là những cái vùng vô nghĩa và xịt nó hư gà chả được gì. À, không cần không cần cái đồ đó không cần đâu. Rồi ok, rồi đem ra phơi nắng xong rồi tới con xám đem phơi nắng nhé. Rồi xong rồi tới xịt con xám. Con xám này chưa om cho nên là nó chưa nở cần ra đó, là xịt này. Rồi nhìn lại cần thì đơn giản rồi, cứ xịt gần nữa nó không phun xương tầm bậy, hiểu không, nó tập trung vào thịt, đảm bảo nó bám đều trên bề mặt của cần, cần thiết bây giờ mình xoa luôn được nè, ra nó đảm bảo thuốc nó bám đều trên bề mặt đó. Trên đầu xỏ thì lấy hai ngón cái, đúng rồi đó, đó đó rồi cho nó bám đều trên bề mặt là được. Rồi xong bây giờ là có thể xịt lại một lớp sơ qua đó, đừng có xịt xa nó xương nó bay ra ngoài uống. Rồi bây giờ bắt đầu xịt là lên mã kỵ, rất tiện lợi. Làm trại gà mà không có cái này thôi, chứ mỗi lần mà sổ 10 con 10 cặp là bắt đầu ngầu khóc chứ làm sao vô nghệ, mà nó dơ giấy nó khó chịu nữa. Rồi không cần phải à, chỗ đây là chỗ trống nè, chỗ trống đó. Rồi bắt đầu là tới phần trái chanh, hang chanh hang cua. Rồi bắt đầu bên này cánh, cánh bên này tự làm luôn, không cần anh ở chỗ đây nó bị lửa này cho vô, tại vì thế lực chưa có là nó sẽ bị lửa chỗ cái chóp cánh đó, tính sau em cho xuống cái phần nghiêng cái phần cơ đó, trồng nách thì không cần, đúng rồi đó. Đó, phần cái tải đoàn đó, đúng rồi phần cái tải đoàn đó. Rồi rồi rồi, rồi. Trên đây chưa có này, từ chỗ bầu dìu lên nãy em chưa xịt này đúng không, từ đây lên này. Rồi dưới đấy ok rồi đó, dưới đấy em làm rồi, bầu diều, bầu diều đầu lường. Rồi bắt đầu qua qua bên mạng bên kia, sang ngàn kia rất ok. Cái chân
Rồi, ok, bám đều bờ mặt là ok rồi. À, cổ, đây là phần cổ. Cổ thì nãy từ đây lên chưa có này, đó, từ đây xuống luôn. Đó. Đó, rồi, bây giờ bắt đầu cái ức, ức bên này. Đó. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi, ok. Dung lượng như vậy là đơn giản thành công. Cần thiết á, bây giờ là em vô phần đây. Để em vô đơn giản rút. Tuyệt đối mới sổ xong là đừng có đụng gì tới phần chân. Nhiều anh em vô ngựa phần chân là hại gà á. Không có một cái giá trị gì, chỉ làm cho hại gà thôi. Rồi, xịt phần đùi mông đi. Rồi, ok, đã đâu được rồi. Lau dòng đỡ thuốc nó bám đều bờ mạch da. Rồi, ok. Rồi. Rồi vậy là xong rồi đó. Rất là tiết kiệm. Rồi. Sạch sẽ. Cực kỳ hiệu quả. Rồi xong. Phơi nắng. Hai con kia nãy chắc là xong rồi ha. Khô chưa? Rồi, xin chào. Quá tuyệt vời.